chào mừng các bạn đã quay trở lại với Long Nguyễn Channel. Và chúng ta đang quay trở lại với chuyên mục khám phá ẩm thực Sài Gòn. Và ngày hôm nay, hôm bữa thì Long đã nói về canh bún cô Lê đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ khám phá bún bò cô Diễm. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của nhà hát thành phố Hồ Con Rùa, phố đi bộ Hoàng Kiếm, khu di tích Hoàng Thành Thăng Long. Giờ thì Long đang đứng trước một con hẻm ở trung tâm quận 1 luôn. Đó là hẻm 212B, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Và con hẻm này sẽ dẫn vào trong bún bò cô Diễm. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng theo chân Long vào trong hẻm 212B để khám phá quán bún bò cô Diễm nha. Let's go. Thôi đi bộ chậm quá chạy luôn các bạn. Rồi các bạn ơi, rất là đơn giản luôn, từ ngoài đầu hẻm đi vào tới ngã ba đầu tiên các bạn gặp ngay quán cà phê The Joy Factory. Quán này rất đẹp nhưng mà Long không có review bữa nay, để dành review sau. Bữa nay thì chúng ta sẽ khám phá quán đối diện xéo xéo đó, quán bún bò cô Diễm. Rồi qua đây. Coi chừng xe nha các bạn, hẻm này rất là đông xe luôn đó, phải cẩn thận. Rồi đây thưa các bạn, đây chính là quán bún bò cô Diễm. Và rất là hân hạnh cho Long Nguyễn Channel ngày hôm nay sẽ được nói về quán bún bò đặc biệt này. Cô Diễm cười, cô Diễm không cười đó. Quán bún bò bình dân của cô Diễm đã mở được hơn 15 năm rồi, và giờ mở cửa là từ 3:30 cho đến tầm 8:30 tối mỗi ngày, và bán từ thứ hai cho đến thứ bảy nha các bạn. Nhìn mấy miếng nạm khiêu khích quá mọi người ơi. Nạm ở đây rất ngon nha, rất là mềm luôn. Và bây giờ thì cô sẽ chế nước lèo vào. Đó, bạn thấy cái màu vàng hấp dẫn chưa? Và đoán xem tô này bao nhiêu. Tô này chỉ có 25k, 25k thôi nha các bạn. Hấp dẫn lắm. Còn đây là tô 40k nè, có một cục giò heo nữa mà nằm ở dưới rồi. Đó, với một miếng chả tôm. Ôi ôi, hấp dẫn quá. Dạ con chào cô. Dạ, cô ăn bún bò của Diễm lâu chưa ạ? Lâu rồi, mười mấy năm rồi con. Mười mấy năm rồi, dạ. Chắc hẳn là không phải mình chỗ này, cô ăn rất nhiều chỗ khác rồi phải không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Vậy cô thấy chỗ này nó khác với những chỗ khác chỗ nào? Chỗ này nó có hương vị hả, đậm đà nè. Đậm đà hơn. Đậm đà hơn, với lại nó giống như là người Quế á. À, giống kiểu của người Quế hơn. Người Quế nấu á, là cô thích ăn giữa cái hương vị vậy đó. Dạ, dạ, dạ. Ăn nước đậm đà. Dạ, dạ, sạch sẽ. Rồi, nói chung là cô Diễm rất là bận các bạn. Từ lúc mở quán cho đến đóng cửa quán một buổi tối thì lúc nào cũng rất là gọi là vất vả như vậy hết. Cho nên là Long không dám là dừng công việc của cô. Cho nên là cô vừa làm Long vừa phỏng vấn. Quán cô 18 năm rồi. 18 năm rồi. Dạ, là từ trước tới giờ khi mà cô bán là cô chỉ bán bún bò thôi. Mà hồi xưa thì bán bún măng vịt, sau này bán bún bò. À, rồi đầu tiên là bún măng vịt. 2005 là bán bún bò. À. Rồi cái công thức mà nấu bún bò này thì cô có được ai chỉ không hay là tự cô khám phá hay sao? Nói chung là cũng có người chỉ nhưng mà từ từ mình học thêm. Cái giống như nghề mình học nghề vậy đó. À vậy hả? Ừ. Dạ. Cứ dạy mình từ từ rồi mình nấu ra thôi. Dạ. Tư cách là người nấu thì cô cảm thấy là cái bún bò của cô nó khác biệt với bún bò chỗ khác ở chỗ nào? Nói chung thì bún bò này thì mỗi người nêm mỗi kiểu. Dạ. Mỗi người nêm mỗi kiểu nhưng mà cô thì cô thấy thì nêm thôi, nó bình thường thôi. Nhưng dạ, mà những cái khác cô không nói ra. Dạ, đúng rồi, cái này bí quyết gia đình các bạn. Khi mà mình bắt đầu bán thì lúc đó cái giá một tô là bao nhiêu và bây giờ là bao nhiêu hả? Cô thể chia sẻ lại cho mọi người. Lúc mới bán thì có mấy ngàn, như 6-7 ngàn gì đó. Không nhớ rõ. Rồi, bây giờ thì là mình sẽ có ba mức giá ha. Ví dụ như bún bò chả là 25 ngàn ha. Đúng rồi, đúng. Bún bò giò là 35 là tô đầy đủ. Và nếu mình ăn đặc biệt chút xíu nữa là 40 ngàn một tô. Đúng rồi. Dạ. Rồi các bạn ơi, trong lúc chờ đợi tô bún bò của Long thì Long sẽ giới thiệu một chút xíu về quán này nữa ha.
Thì một cái điều Long rất thích ở quán bún bò của Diễm đó chính là cái sự sạch sẽ. Đó, đi ăn ở đâu cũng vậy, Long rất quan tâm cái chuyện sạch sẽ. Ở đây các bạn có thể thấy ha, đũa, muỗng, rồi bàn ghế, mọi thứ ở đây rất là tươm tất và sạch sẽ luôn. Tưởng tượng coi nếu mà bạn đi ăn một cái món ăn gì đó, một cái quán nào đó, không biết nó ngon cỡ nào, nhưng mà khi mà đem ra rồi mà bạn nhìn vào ống đũa mà thấy nó chèm nhẹp rồi ướt hả, mình rất sợ. Tại vì ăn uống bên ngoài mình phải rất là phải vệ sinh đúng không ạ? Thì ở đây các bạn có thể thấy nè, đũa rất là sạch. Cứ khoảng mấy tháng thì cô lại thay đũa một lần chứ không xài đũa cũ nha. Điều này là điều Long chú ý trong 4 năm vừa qua khi Long ăn bún bò ở đây. Đó, lúc nào cũng sạch sẽ các bạn. Đó, muỗng đũa. Ở đây thì có thêm sa tế khô nữa, đó là ớt bột với lại xả. Đó thì Long rất thích sa tế khô bởi vì là nó không có nhiều dầu mỡ. Long là thích ăn dạng như là bún bò mà không có quá nhiều nước béo cũng như là các loại dầu mỡ đó, thì cái này rất là hợp với Long luôn. Đó, ngoài ra thì có chanh ớt cũng giống như những chỗ khác. Đó, thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi cái tô bún bò đặc biệt này ra để Long có thể review cho các bạn nha. Rồi, đây các bạn ơi, đây chính là tô bún bò nóng hổi. Đó, Long mới order cái tô là đầy đủ. Thì ở trong đây các bạn thấy nè ha, có thịt nạm nè, chân giò nè, và một miếng chả to đùng luôn. Đó, và bây giờ thì Long sẽ quay cận cho các bạn xem nha. Đây, một miếng nạm to đùng luôn, rất là ngon. Nạm đây vừa mềm vừa dai các bạn nha, chứ nó không có cứng. Đó. Rồi, đây là chả cây các bạn ha. Thì mình thường thấy chả cây ở trong bún riêu, canh bún và bún bò luôn. Ở đây thì có hai loại chả, các bạn có thể ăn chả cây là chả thịt heo các bạn ha, hoặc là mình ăn chả cua, chả tôm. Đó, cô có hai sự lựa chọn cho khách hàng luôn. Rồi, trời ơi xịn chưa? Đó, mọi người thấy không? Một miếng chân giò xịn luôn. Đây là giò gân nha, quả xịn luôn mọi người. Rồi, rau bún bò thì mình thấy ha, có giá nè, rau muống sống nè, và bông chuối nữa. Đó, thì thường thì Long ăn rau trụng, nhưng mà hôm nay quyết định ăn rau sống cho nó giòn giòn. Đó, một miếng chanh vào, ăn chanh. Có nhiều người nói là không nên nặn chanh vào trong nước lèo thì nó sẽ làm cho nước lèo không có ngon, nhưng mà Long không nghĩ vậy. Long thấy chanh thì nó sẽ làm cho cái hương vị nó sẽ ngon thanh hơn. Đó, xịn chưa? Rồi, ớt vô. Long rất thích ăn cay các bạn. Và sa tế khô. Đây là bột ớt khô các bạn nha, và xả. Đó, xịn chưa? Rồi, và bây giờ là lý do mà tại sao Long rất thích ăn bún bò của Diễm. Tại vì á, cái nước lèo này các bạn, nước lèo này ăn rất là trong và nó không có nhiều nước béo. Ở những chỗ khác có thể là bạn ăn vào một miếng đầu tiên á, bạn sẽ cảm thấy rất là ngon bởi cái nó rất đậm đà cái xương bò hầm á. Ở đây cô cũng hầm xương nữa, nhưng mà ngoài xương thì còn có thơm nè, rồi có xả nè, và có nhiều cái gia vị nữa. Và cái nước lèo rất là thanh luôn. Đó, và bây giờ ăn thì chiến thuật của Long là sẽ ăn nước lèo trước. Đó, ôi rất ngon các bạn. Nước lèo rất là thanh, không có bị quá béo. Đó, rồi đã ha, bây giờ mình ăn một miếng. Sợi bún bò chỗ này mềm, mềm nhưng mà không bị bở nha, mềm nhưng mà vẫn dai dai. Rồi mình ăn một miếng nạm. Nạm siêu mềm luôn. Đó, siêu mềm luôn, không phải là mềm nở tép bét nha. Quá tuyệt. Miếng giò. Và các bạn ơi, đó chính là video review về bún bò cô Diễm. Và như Long nói với các bạn lúc nãy ha, có rất nhiều lựa chọn để chúng ta có thể ăn bún bò khắp nơi ở thành phố. Và mỗi nơi thì sẽ có một hương vị riêng, và bún bò cô Diễm cũng vậy. Nếu như bạn quan tâm và tò mò về hương vị của bún bò cô Diễm ở đây thì các bạn hãy đến 212B xuyệt 025 đường Nguyễn Trãi, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh các bạn nha. Và các bạn ơi, nếu các bạn yêu thích những video review về food, về ẩm thực như vậy nữa thì các bạn hãy comment vào bên dưới những món mà các bạn muốn Long review nha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video ngày hôm nay. Và hãy đến với bún bò cô Diễm để thưởng thức món bún bò tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. Các bạn ơi, nếu như bạn thích video này thì hãy đăng ký, like, share, subscribe cho Long nha. Subscribe là đăng ký đó các bạn. Đăng ký để nhận được video mới nhất một buổi tuần của Long nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye.